Mọi người ơi, Bê Lan hả? Trời ơi, nữa chị sao chị, nghề cái nghiệp của em rồi chị, cái này cái nghiệp của em rồi nha. Ok, Ngọc Hân Trần chào em nè, mấy nay chồng mình có hành hạ em không em? Trời, mình có quýnh đập giảm ăn em không em ơi? Vậy bây giờ em sẽ like tắm trắng cho chị em, nào cần tắm trắng thì ta nói alo giùm cho em. Ngày hôm nay ta nói là sản phẩm được mang tên là Ace Skin, là chuyên dòng tắm trắng rất là đẹp như chị nha. Thì chị em nào cần tắm trắng thì để số thoại giùm cho em. Thì bây giờ nếu mọi người thấy Facebook á, trên Facebook á thì cái này chạy quảng cáo rất là nhiều chị nha, là từ gương mặt của em và gương mặt thương hiệu trên đây nhớ chị nha. Rất là ok, chào người tài giỏi ha, cảm ơn em nha, cảm ơn cưng. Chẩm bà nè, cậu đâu đi anh, không biết dạo mình đây sao mà râu ria mọc quá em ơi. Hình như là cái cốt đàn ông nó hiện về hay sao, cái 2-3 ngày mà râu ria quá trời bởm chởm em ơi. Ngọc Xuyên ơi, chào Ngọc Xuyên nè em ơi, khỏe không em ơi? Đẹp đuôn hả, đẹp đuôn hả? Ok, đẹp đuôn luôn. Hôm nay like cái nết nền nã. Đúng rồi, nay là like theo kiểu nhu mì thì mì nết na. Xe chim đi mọi người, bây giờ mọi người xe chim căn cá nhân giùm cho em nè chị ơi. Ăn ngon không hả? Ăn Lâm hả? Trời đất ơi, Lâm ăn là ngon liền nha chị nha. Trời ơi, giọng thứ đẹp trai gì, đẹp trai mà tài giỏi nữa. Trời ơi, nhan sắc mà ngon, ăn vừa miệng. Ăn một cái là thơm, trời ơi, ngon lắm mọi người ơi. Thích Lâm gì hả, đẹp trai hả? Trời ơi, sao trên trời sao like trên cái ào vậy? Lại gì mẹ? Mẹ điên. Ok vậy chân mày lạ quá hả, giờ chân mày thiệt 100% như vậy nha. Cảm ơn vậy, chào anh Lâm. Trời đất ơi, mày Phạm Đắc Đinh mày xạo quá mày ơi, mày xạo, mày xạo xạo rồi nè mày, mày giặt mày thảo mai với tao đồ mày hả? Sáng mặt ăn tiền quá hả Lâm? Trời ơi, mặt em là mặt thần tài gì nha, mặt em là mặt thần tài đến, thần tài đến chứ em vui nuôi đùa, thần tài đến, thần tài đến. Tóc đẹp quá hả? Cảm ơn quý vị, nãy xem trình Ân rồi. Ủa Ân rồi có em hả? Thiệt không, thiệt không, thiệt không, thiệt không, thiệt không, ân rồi có em chưa? Bây giờ mọi người xe chim cho cá nhân của mình đi, tặng cạc làm gì ơi. Cạc này gửi qua cho thằng kia đi, gửi mình đi. Gửi cho mình lên Bùi đúng không? Thiệt không, ân rồi có em đúng không? Trời ơi, em nói gì kìa, em hot ân rồi với chị nha. Em hot ân rồi chứ không phải đơn giản đâu. Trời ơi, ba ngày ba đêm em không ăn không ngủ gì, ân rồi cậu đây rồi như gì nha. Rồi bây giờ mọi người nhâm ta lẹ chân thương em thì xe chim xe ơ giùm cho em như gì nha. Sao mày? Mày lấy vô làm có FPT Shop. Bằng cách nào mà con tiêu diệt được thành thành niên? Tại vì thằng thành niên này nổi tiếng là nó rất là điên. Những cái võ thuật mà chúng đã chỉ con ngày xưa, con đã vận dụng và con đã đánh chết thằng thành niên. Bằng chiêu thức nào? Mua lại chúng coi. Con đánh chiêu là thanh xà bạch xà. Con đánh chiêu cào mặt đó. Thằng nhóc bị bệnh rồi. Vậy thì con giải thích cho tôi biết bằng cách nào mà con tiêu diệt bắt công tử. Bắt công tử này thật sự khó khăn đối với con, bởi vì từ miền Nam con ngược ra Bắc mang theo câu hò điệu lý chính dòng sông, lòng con trai miệt vườn và nói ra đón con chứ cả yêu thương. Nhưng con dùng nó, con dùng cái nhan sắc của mình cho thấy cái con mắt của nó không có hằng đàn ông rặt nào mà cắn mắt liếc liếc mà cắn mắt kiến vậy. Nhớ nha, kỳ này là bánh rạp nha, bánh rạp nha, bánh rạp nha. Mà nam nhân kế thì ra thằng này tức là cũng là đó, con mặc đồ lông thú, con là con trai mới nhú. Con thấy nó là con có đầu cái là con tiêu diệt liền. Con tên đầu sỏ này con đã tiêu diệt bằng cách nào? Ai cái mang tên là Linh Gia Chó. Con cô này lắm. Ta thấy gì? Cuộc đời con từ đây tới lúc cuối đời chứ không bao giờ có một chiếc kích nào hết. Dạ không thiệt, Gia Chó thiệt. Nó đi tới đâu thì Gia Chó rớt tới đó. Con liền, con theo dõi và con lụm, theo con lụm Gia Chó, con lụm Gia Chó. Và khi mà con lụm được một nắm con kêu, ê, ra cho mày nè. Nó nói, đâu? Ô, Gia Chó vậy. Ngập thở chết mèo. Ôi duyên mấy má ơi, bắt đi lát là thôi. Dạ nhớ ủng hộ ơn trời của em mùa này nhớ vậy nha. Lần này
Dạ không, lần này em vô phòng của anh Trường Giang cái gì nha, Trường Giang. Thích anh ghê hả, duyên quá hả, trời ơi em duyên như vậy nha. Mini em đi anh, rồi bây giờ mọi người che chim giùm cho em. Bây giờ mọi người che chim che ơ giùm cho em. Dám nói gì luôn, đúng rồi em nói. Anh nói Hoài Linh vậy xong rồi cái anh không cho cúp em luôn quý vị ơi. Anh nói cái gì cũng có duyên hả, duyên ủng hộ giùm cho em như vậy nha. Ha ha ha, nhớ ủng hộ ơn giờ cậu đây dòi giùm tôi nha, duyên dễ sợ. Và bây giờ mọi người nhanh tay lại chuyển sang trang cá nhân của mình giùm cho em quý vị nha. Giờ cái em kêu lô tô này nọ là một cái cài điện thoại dành tặng chỗ gì ngày hôm nay anh Quách Cung Phong chào anh. Thì mọi người chụp màn hình gửi cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Ngày hôm nay Mạnh Linh Bùi chính là nhà tài trợ ngày hôm nay quý vị nha. Thì sản phẩm ngày hôm nay sản phẩm ACS Skin, nhanh tay lẹ chân như vậy nha, hay vui quá hả. Lấy em chia sẻ Facebook của em, mọi người ủng hộ em nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ cái đời ơi. Số gì ra một cái cạc điện thoại dành tặng cho quý vị ngày hôm nay. Anh Quách Cung Phong em chào anh Quách Cung Phong ơi, anh khỏe không? Dạo này anh sao rồi? Khỏe không anh yêu ơi? Ủng hộ cho đồng nai, cảm ơn về thích cái diễn của anh. Thích cách diễn của anh không nhàm chán hả? Trời đầu tư hết hồn đừng chửi tôi nhàm chán chứ má. Ba gì ra con, ba gì ra. Em đi trên cỏ non mọc ôm đồi bờ đường đê, em che như nón lá chu tục rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ngoại thành sân nhà tranh, em qua mấy sông gì mấy đèo, coi nào đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm. Hôm nay mập hả anh, trời tôi ốm gần chết đó mẹ ơi. Đọc nhà tài trợ đi ha anh. Ok, đó chính là Mạnh Linh Bùi chứ gì nha. Mạnh Linh Bùi là nhà tài trợ ngày hôm nay. Bây giờ mọi người thương chia sẻ nhiều cho em đúng gì ơi. Khoe vú đi anh hả, ok lát anh mặc đồ anh khoe vú cho mấy em coi nha. Trời ơi, anh như làm gái gì đó em. Anh như làm gái với thiên hạ đó, ai cần gì là anh ta nói, ta nói phe vú liền. Phu vé là phe vú liền. Nhanh lẹ. Hát gì mà căng hả, trời ơi hát dở của mặt mới căng với mấy má ơi. Số gì ra, ba gì ra, con ba gì ra, ba gì ra, con ba gì ra. Trời mưa, trên khóm mía lao. Dạ bán mâm ra hả, anh Cung Phong anh có bán gì kêu em nha. Cậu em có bán đâu anh ơi, em là đi âm nha, phụ hợ tao thôi. Hứa Mẫn ơi, chào Hứa Mẫn em ơi. Ba mươi mấy con ba mươi mấy, Hào Lê tao không cho mày chơi Hào Lê nha. Ba mươi mấy con ba mươi mấy. Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa là rau là lúa, còn ba trồng toàn cây dễ sợ, cây xù xì cây lại có gai, cây gai bưởi đụng nhầm là chạy mau, trái sầu riêng dứt xuống là đầu u, dừa hồn điều dính vào là dách áo, cây dừa cao éo ôi ôi là cao, cao quá, ba mươi mấy. 37 con 37. Nguyễn luôn em ơi. Nguyễn ơi, chụp màn hình gửi cho Mạnh Linh Bùi giùm anh Lâm một cái cạc điện thoại dành tặng cho em ngày hôm nay. Mọi người ơi, chia sẻ livestream giùm cho Lâm đi quý vị ơi. Nguyên Phan. Phải không em ơi? Một gì ra con, một gì ra. Thôi chàng ơi, bẻ đôi nhịp cầu, rớt luôn cái khăn em đôi đầu à. Một gì ra con, một gì ra. Nhanh, lẹ, xe lai chim giùm cho em con một gì ra. Nhanh, lẹ. Bây giờ mọi người chia sẻ livestream giùm cho em ngày hôm nay. Rất là nhiều phần quà dành tặng cho quý vị ngày hôm nay. Những phần quà cực kỳ đáng yêu, cực kỳ giá trị, cực kỳ hấp dẫn dành tặng cho quý vị như quý vị ơi. Con 12 Hiếu Nguyễn luôn. Hiếu Nguyễn ơi, chụp màn hình gửi cho Mạnh Linh Bùi giùm cho anh Lâm nha. Mạnh Linh Bùi ơi, lo kiểm tra những bạn này và bạn nào chia sẻ rồi em chụp màn hình. Em cào cạc gửi mấy bạn giùm cho anh Lâm nha. Số tiếp theo con không gì ra. Da 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 da. Má em bưng nóng đi cày bừa, tía em bưng nóng đi cày bừa. Má em là một người nóng dân,
Trời ơi đừng có comment trước giờ tôi nói hoài đấy mẹ ơi, tùy mạng thôi, tùy mạng đó nha quý vị nha. Nhanh nhanh nhanh, lẹ lẹ lẹ, share livestream dùm cho em trên trang cá nhân của mình thôi là được rồi. Ai cũng có quà ngày hôm nay, nhiệm vụ của quý vị là chia sẻ thật nhiều dùm cho em. Chia sẻ đi, chia sẻ lẹ, chia sẻ nhanh dùm cho em đi quý vị ơi. Mùa xuân con chim hót trên trời, rằng em xuân nay lớn thêm rồi. Lúc em xuân hương một cái nắng lấp lánh khiến cho hồng thì má em. Mẹ khen con tôi lớn xinh nhiều, mẹ may cho em áo hoa đẹp. Lúc em sợ gần mệt quá gì ơi, hát rồi không bùi, không chín luôn nè. Mạnh Linh bùi, con không chín luôn em ơi. Em tự cào cạc, em nạp hội giùm cho anh luôn nha chú nha. Em tự cào cạc rồi em nạp vô tài khoản của em đi em. Ba gì ra con, ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra ha. Tìm cha mắp như bình thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu buồn. Suốt đời vì có gian nan, ân tình đâm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha hiền dấu yêu à. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong đời. Ba mấy không chị nha, con ba mấy, ba mươi mấy luôn. Ba mươi mấy, ba mươi mấy con, ba mươi mấy, ba mươi mấy. Xe lai chim dùm cho em, nhanh nhanh nhanh, lẹ lẹ lẹ. Xe lai chim lên trang cá nhân dùm cho em thôi là được rồi. Ai cũng có quà ngày hôm nay. Chị ba nè, chị bảy nè, cô năm nè, cô sáu, cô ba, cô bốn, cô hai, cô một. Nhanh nhanh nhanh, lẹ lẹ lẹ. Bùi mà lên tài trợ mà thì nó trúng phải nghiêm đó chứ sao giờ. Anh Đình Toàn, em chào anh Đình Toàn, yêu dấu của em ngày hôm nay. Sắp gặp anh Đình Toàn trong chương trình ngày sửa ngày xưa rồi anh nha. Ban tổ chức thông đồng hả, trợ tiểu xàm đế vô gì nha. Giờ em tắt diễn chương trình ngày sửa ngày xưa nha, cái gì anh chị ủng hộ dùm cho em cái gì nha. Và tối là em bắt đầu em livestream, sáng là em đi diễn luôn này nọ. Cái gì cái chương trình nó dễ thương mình ủng hộ dùm cho em cái gì nha. Và tới đó từng này ơn trời có em như chị nha, banh rạp như chị nha. Ủng hộ dùm cho em, ba gì ra con, ba gì ra. Ba gì ra con, ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra. Quỳnh nhắc dùm anh bài nào để anh hát Quỳnh. Nhắc anh. Lòng em thấy vẫn vui khi tình yêu đến hôm nào. Rồi dòng tố kéo qua, em chỉ là chim bông mà thôi. Có cao quá không được quý vị ơi. Ba mươi mấy con, ba mươi mấy, ba mươi mấy con, ba mươi mấy, ba mươi ba. Thành Nguyễn ơi, em trúng rồi nha Thành Nguyễn ơi. Rồi tắt nhà nghe đặt ơi. Quý vị ơi, bây giờ em sẽ chơi câu đố nha. Câu đố nhẹ nhẹ nha, câu đố nhẹ nhẹ nha. Câu đố nhẹ nhẹ, cái ai trúng cái được tặng quà như vậy nha. Câu đố không, câu đố không, câu đố không. Ai thích câu gì là có câu đó như vậy nha. Cảm ơn quý vị nè. Gì? Khai hả? Mày khùng mới tắm xong khai quỷ điên. Đố quỳ, đố quý vị tách gì, tách gì rác nhất? Tách đít. Chứ cái gì vậy? Chứ cái gì nói chuyện với anh miếm lên Quỳnh. Chứ anh nói chuyện với anh vô em đã thấy. Mà em có nói gì đâu. Đố gì tách gì rác nhất nha chị nha. Tách cái gì ra rác nhất. Tách cái gì ra rác nhất. Bây giờ phải comment giùm tôi với má nha, một câu hỏi luôn. Tách gì rác nhất nha chị nha. Em bóc rồi hả, đừng có inbox tôi trời ơi. Inbox cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Tách gì, tách gì rác nhất nha chị nha. Hát bài sáu tháng hả, anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Ai trúng inbox cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em nha chị nha. Nhanh tay lẹ chân như chị nha. Lừa đảo tao lừa má mày ra đảo hay gì hả Đào Lê, mày kêu tao lừa má mày ra đảo hay sao? Tặng gì, tặng cạc mẹ ơi. Giờ nhanh tay lẹ chân nha chị em nào mà trúng thì nhanh tay lẹ chân giùm cho em chị nha. Tách trà sai nè, em đố cái gì tách gì rác nhất như gì nha. Trời đất ơi, tách cái này là rác, nó rác chịu không nổi luôn. Đúng rồi nè. Ê sao thằng này nó nhanh quá ta. Ơi nè, em gợi ý mà. Tách nét nha. Tách nét là tét nách. Tét cái nách là tét nách luôn rồi một tắt cái cạc. Tét nách nha. Rồi thằng Nguyễn Nhật Quang nè, anh bóc cho pha Bùi Mạnh Linh giùm cho Lâm. Tách đèn hả, đèn tách đèn mẹ. Tách nét như là tét cái lỗ nách. Tách cái lỗ nét, tét cái lỗ nách luôn á. Rồi nhanh tay lại chân tách rác mẹ xàm quá. Thêm câu nữa nha, thêm câu nữa cho vui nhà, vô cửa nha, câu nữa nha.
ai mua hàng ngày hôm nay cứ để số điện thoại dùm cho bên em, thì bên em Zalo cho chị nhau chị nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đích gì không nhất? Đích gì? Khùng. Tết nét rồi. À. Cái gì? Câu gì mà vui vui á, bậy bậy á. Đố gì mới lớn hay đu gì? Mới lớn lên là hay đu gì? Đu đít. Đu đít đít mày mẹ. Đít bà nào quay mày á. Ơ bị hổn ghê thế. Bị đu đít tao thế. Đu đít bà nào quay. Mới lớn hay đu gì? Đố mấy má. Mới lớn hay đu gì nha? Đu. À đu nha chứ phải đu nha. Đu nha. Đu đeo sai luôn. À giống bd bb bà nào quay mày đó. Tao bê bà nào quay lên mặt thờ đó con quỷ điên. À, tóc đẹp quá hả? Cảm ơn quý vị. Do em đố quý vị tóc gì? À cho nó cái Mạnh Cường khỏe không em ơi? Mạnh Cường khỏe không em ơi? Mà Mạnh Cường nè, quỷ Mạnh Cường nó vô nó làm đồ làm chi nhánh anh. Mạnh Cường anh bia thôi miên. Mạnh Cường anh chỉ là người bia sản phẩm thôi, anh chỉ là một chimmer. Chimmer. Một chimmer thôi em hiểu không? Có nghĩa là một cái chimmer. Đu mẹ. Đu mẹ sai. Mới lớn hay đu gì nhất mấy má nha? Con trai cũng đu mà con gái cũng đu luôn. Đu dây nè mày sai nè, đu chân nè mày sai nè, đu xích nè sai luôn mày. Đu đủ sai, đu đòi sai, đu cây sai. Đu má tao toán mặt mày nha, hoài tâm nha. Tao đu ra đu má nè. Mới lớn hay đu gì? Mới lớn hay đu gì nha? Con trai cũng đu mà con gái cũng đu luôn. Đu gì đó, ai trúng cho cạc 50 ngàn luôn. Ai trúng cho cạc 50 ngàn luôn nha. Người bên cạnh cười vô dữ hả, nó bị khùng hả? Đu mẹ sai, đu má sai những gì nha. À cho em xin accept chị nạp cạc hay mày qua mày xin người ta đi, mày xin tao làm chi hả? Đu xích đu dây nè. À chữ vợ là nghèo mà không có. Trời ơi từ ngày mà em chữ vợ em giàu lắm quý vị. Từ ngày mà em chữ vợ em phất lên luôn quý vị. Thiệt sự ai mà thương em nghe lời em về chữ vợ đi. Ngày xưa em đâu biết chữ vợ gì, em thương vợ dễ sợ. Hai chồng sống trong nghèo đói khổ sợ trăm bê mà từ ngày em quýnh vợ gì em chữ vợ cuộc đời em phất lên luôn mọi người. Không tin về chữ vợ coi. À, à, đu vú sai, đu xích sai, đu bám sai, đu du sai, đu xe sai, đu vú sai, đu cây sai, đu xe sai, đu gì mới lớn lên hay đu gì? Con trai cũng đu, bạn gái cũng ghê cũng đu, đu giọng sai. Trần My chào em nè, nữ hoàng quên lịch. Con Trần My là con nữ hoàng quên lịch nha Trần My nha. Tao quá sợ cuộc đời mày luôn nha Trần My. Đu béo sai, đu vám sai, đu giỏng sai. Đu giỏng sai phải comment giùm cho em. Gì? Đu gì? Đu đưa khủng. Sai. Đu béo sai, đeo. Đu déo, đeo vú. Vú toán trong mặt mà giờ quỷ hoài tâm. Đu gì mới lớn hay đu gì? Mới lớn lên hay đu gì? Mấy thằng mà nói vậy là thương vợ chức nách hả? Lát mình trả lời đầy đủ nha. Ok vậy đu theo, đu quay sai, đu rốn sai thôi tự trả lời luôn. Mới lớn nam và nữ hay đu gì? Đó chính là đu giáo, là đau cái vú á. Mới lớn cái trái chàm nó trong vú á má, đau vú. Ai bị? Con nào không bị? Con nào không bị? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Trời ơi năm 12 tuổi em bị đu giáo nè mấy má. Em bị đu quá trời luôn, em tưởng bị ung thư vú má. Em nói mẹ, trời chết mẹ, con bị ung thư vú rồi mẹ ơi. Nhỏ mới 12 tuổi mới lớn lên đâu có biết gì đâu mấy má. Đâu có biết cái gì đâu trời. Giờ nghe vú nó giật 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 mà trong vú nó có trái chàm nó sưng quá mấy má. Ngồi bóp bóp vô đau quá hiểu không. Nói mẹ sao con bị đau, bị ung thư đó mẹ. Mẹ bóp vô nó trời, ngày xưa mẹ cũng bị nè. Cái này người ta kêu là vậy thì bố nhanh. Trời bố nhanh hả. Quý nè, con khác đi thôi bán đồ mẹ. Bán đồ xíu rồi chơi tiếp nha, có gì ủng hộ giùm tôi những gì nha, cảm ơn quý vị. Anh dùng gì mà trắng quá đó, ngày hôm nay là tới tư vấn cho mọi người cái sản phẩm trắng đi. Anh nó sốc hả? Sốc đầu sốc, đu giáo nha, đau vú vậy má nha. Mới lớn lên là ai cũng bị đau vú mấy má. Con nào không đau vú thì vú bị chai rồi. Bớt vú đi nha, lát không có chặn tôi luôn nha mấy mẹ. Ê, bó tay luôn hả? Ê. Anh chơi kỳ hả? Đu giáo là đau vú nha, muốn bệnh nè. Đây ngày hôm nay là cái sản phẩm tôi nói thân thuộc cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay sản phẩm Asia Skin là chuyên về dòng tắm trắng, mà đặc biệt cái này là tắm trắng mặc được luôn nha gì nha. Tôi đâu có đau đâu lắm, bà thuộc dạng vú, bà vú xi măng rồi, vú bà là vú quá thạch rồi bà hiểu không.
bà hiểu không? Ai lớn lên cũng bị đau vú, riêng một mình bà là không đau vú. Trời ơi hả? Nhanh tay lẹ cho những gì nha, tào lao. Tào lao thì đừng có câu ấy với mẹ, thiệt. Đây, đây là cái sản phẩm mà ta nói tấm trắng như gì nha, tấm trắng mà từ than tre. Trời đất ơi, em nói gì, cái này nó trắng lắm quý vị ơi. Và một điều đặc biệt là mình massage chừng 15-20 phút dùm cho em là sẽ có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Và một điều đặc biệt là cái này mình có thể sức mặt được luôn như gì nha. Nói hài nghe, tao đang nói hài đây, tao đang nói hài đây. Răng đẹp hay cái mẫu vậy, vú không đau mà. Vú bà là bà không có vú, bà nội. Bà là bụng dạng bà không có vú, bà hiểu không? Lê Thị Yến cái mẫu vậy, nhanh tay lẹ chân. Ê cái thằng Nguyễn Nhật Quang nó phiền ghê luôn, của ta nó đúng phiền luôn á trời. Tao nói cái thằng mà tao táp ở dưới, cái thằng Mạnh Linh Bùi đó, mày liên hệ Mạnh Linh Bùi, mày hiểu không? Cái này em xài rồi nè, thích lắm hả? Trời đất ơi, xài là mê liền quý vị nha. Thì một chai như thế này là 490.000. Thì bây giờ mọi người mua cứ để số điện thoại dùm cho bên em, hoặc là inbox cho Mạnh Linh Bùi dùm cho em. Thì bên em Zalo cũng như tư vấn chỗ vị nhau vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân, cái này cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Nếu không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho quý vị luôn, 490.000. Và hiện tại là cái chai này em đang xài nó hơi dơ dơ xíu, nhưng mà quý vị mua cái chai bình thường về nó sẽ rất là sạch sẽ, rất là đẹp nhau vị nha. Cảm ơn quý vị. Dạ tấm trắng này, tấm trắng than tre hoạt tính nè cả nhà ơi, rất là trắng cho mấy chị nha, em đang test đây. Đây đây, nó rất là trắng nha chị nha, xài rất là trắng, bây giờ gia đình trắng mà ta nói vợ em cũng trắng luôn đây. Quỳnh đưa vô cho coi qua đây. Ok, thêm bộ luôn kìa đây. Đây giờ cầm sẽ test cho chị coi, nó rất là trắng mà xài cực kỳ ok giúp chị nha. Nãy giờ mình biết idol bán hàng online không em ơi, tánh hồ ơi. Tao là Tabia thôi mẹ ơi, cho tao bán đồ gì? Ăn chưa đủ sầu sao em? Tha mặt được luôn giúp chị nha. Ship ai trả ai biết, tiền ship nhiều vậy em nha. Mạnh Linh, Mạnh Linh ơi, cho mày ghim tao, tôi ghim lại là Mạnh Linh ơi. Em đặt trên like ưu đãi gì không, đặt trên like được gì à Mạnh Linh ơi? Anh Lâm ơi, béo bụng dùng gì hả, inbox dùm cho anh đi em ơi. Béo bụng là mình phải chơi ngải nó mới xẹp bụng được nha em nha. Ok Tuyết Nhi, số điện thoại luôn. Giờ bây giờ mình để 15 phút sau là mình rửa lại nước dùm cho Lâm, thì lập tức đây em sẽ xuất thêm cái chân của em nữa. Mày lấy tao áo bà lỗ kìa. Dạ rất là trắng cho mấy chị nha, cả nhà mình từ từ để em test cho cả nhà mình coi nha cái sản phẩm này. Cái này là mình để chừng 15-20 phút nha chị nha. Mình gỡ đầu cái là một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ lên tông luôn. Thùy Trang một chai luôn, một bộ luôn. Chị em nào mua một chai thì comment một chai giùm cho em, hoặc là mua một bộ comment một bộ giùm cho em. Thì bên em Zalo cũng như là tư vấn cho chị, xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Rất là ok nha chị nha. Ủ bao lâu vậy? Ủ trong vòng 15-20 phút nha chị nha, 15-20 phút. Nhưng mà nếu ai không có thời gian chừng 5-10 phút thôi là làn da ta đã bật tông cực kỳ rồi. Ok chị em để số thoại giùm cho em chị nha. Em thích bài Lâm Đồng Nai, cảm ơn chị. Comment mấy bạn chẳng thấy ai hả? Cái Thanh Vũ để số thoại thoại giùm cho anh. Chị em nào mua để số thoại giùm cho anh. Mình sử dụng rất là đơn giản, rất là đơn giản mấy má nha. Xài xanh lắm hả? Lấy cái chai này xịt ra tay chúng ta thôi, xịt ra tay chúng ta thôi là massage này nọ mày nọ. Có bán thuốc tăng cân luôn, để số thoại giùm cho anh. Inbox cho anh. 490k một chai cho cả nhà ơi. Rất là trắng nha, chị Trang Lai kìa. 490k chị Trang Lai. Khỏe không chị Trang Lai ơi? Một bộ luôn, cảm ơn tờ quà số thoại luôn, cảm ơn vậy. Cái này không hề trắng ảo gì nha, như sản phẩm khác là trắng ảo, còn riêng với sản phẩm này không trắng ảo và đặc biệt chỗ vậy. Nếu trắng ảo là mình em hoàn trả lại tiền chỗ vậy luôn. Rất là hay cũng như là rất hiệu quả. Chị em nào mua thì cứ comment số thoại giùm cho bên em, bên Zalo cũng như là tư vấn chỗ vậy. Thùy Trang số thoại luôn. Dạ chị với giá là 490k một chai nha cả nhà ơi. Đây là cái sản phẩm là tắm trắng một bước nha mấy chị nha. Bên đây là có dòng sản phẩm là rửa tắm trắng hàng ngày luôn nha cả nhà ơi. Tắm trắng hàng ngày có luôn. Đào Bá Lộc bên chào em nè cưng. Ok với Khánh Phạm nha. Ok Sơn okay, Thái nha. Ok Khánh Phạm số thoại luôn. Thấy Sơn Thái thấy số thoại luôn. Một chai ok Thiên Nguyễn một chai luôn. Chị em nào mua để số thoại giúp cho bên em nha chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mạnh Linh Bùi ơi, vô comment anh Lâm ghim lại đi em. Ok chị Thùy Trang nha, từ từ nha em chị ơi. Thùy Trang, dạ em cảm ơn chị Thùy Trang nha chị nha. Cảm ơn mọi người đó nhiều, thì nhanh tay lẹ chân nha chị nha. Ok Thùy yeah. Trang số thoại luôn. Ngủ đi má, tôi còn like nữa mấy mẹ. Dạ 9:30 em like tiếp nha chị nha. Dạ đây là cái sản phẩm cao cấp. Thì lát mọi người mà muốn cái sản phẩm nào giá nó mềm hơn thì qua sản phẩm sau nha chị nha. Rất là nhiều không hề ăn nắng. Và cái chai cực kỳ bự như này mà xài rất là lâu nha chị nha. Đưa cái thau nước cho anh rửa lại coi. Dạ 490k thôi nha cả nhà ơi. 490k luôn. Hàng xuất xứ nước nào vậy? Hàng được nguyên liệu được từ Hàn Quốc như vậy nha. Đưa chữ Hàn Quốc cho ta coi mình đây. Là từ Hàn Quốc 100%. Từ Hàn Quốc 100% như vậy nha. Cái này tắm như thế nào? Cái này mình đơn giản thôi em. Cần sức lên tay của mình để 15-20 phút. Và sức lên body của chúng ta ok. Hai chai luôn, 5 hũ luôn. Siminger 5 hũ luôn. Chị em nào mua thì comment nhanh tay lẹ chân để tớ loại giùm cho anh. Đào Bá Lộc ơi, chào Đào Bá Lộc. Dạ một chai là 200ml nha cả nhà ơi. Rất là trắng luôn, ok Nguyễn Tài nha. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Quang Sơn ơi, có chỗ chia sẻ được rồi đó em. Quang Sơn, sao có chỗ chia sẻ được rồi, bên mày chia sẻ chưa được vậy? Chỗ đó chia sẻ cũng ổn lắm nha Sơn. Ok chị Văn Phạm nha. Đây, một chai là 490k với giá là 250ml
ơi. Ok chị Trang Ngọc Bích nha. Rất là trắng nha cả nhà ơi. Tại cái này sản phẩm này là em xài. Ủa trắng như vậy. Em test luôn. Đây em đang test cái tay của em cho cả nhà mình coi nè. Đây. Rất là trắng nha mấy chị nha. Tại vì hàng ngày là em cũng sử dụng cái sản phẩm của Mạnh Linh Bồi luôn. Rất là trắng. Hàng ngày là em đều sử dụng nha chị nha. Hàng ngày em đều sử dụng luôn. Và điều đặc biệt là cái này mình tắm mặt được luôn nha chị nha. Mình tắm mặt được luôn. Em cho chị coi bằng tay của vợ em nè chị. Trắng lắm mấy chị ơi. Rất là trắng luôn. Hàng ngày em đã sử dụng cái sản phẩm này. Rất là trắng. Đây hai tay nè. Trắng ghê. Đó quý vị thấy không? Nghĩa là cái bàn tay chúng ta sẽ khác hẳn liền nha quý vị nha. Rất là trắng và cực kỳ mịn màng luôn nha quý vị nha. Chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại dùm cho em. Thì cái này em không bán. Bây giờ mọi người mua thì cứ inbox cho Mạnh Linh Bùi dùm cho em. Mạnh Linh Bùi là một cái công ty cực kỳ lớn quý vị nha. Chuyên về cái dòng tắm trắng luôn. Cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả. Ai mà đen quanh năm, ai mà ta nói da trâu, da ơ gì đó sử dụng được hết quý vị nha. Rất là mịn màng luôn. Bên đây là có ta nói là body ban đêm và body ban ngày luôn. Mua thì cứ để số điện thoại dùm cho bên em. Bên em sẽ alo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho em một chai đây quý vị. Có hai cái quần rõ rệt luôn nè nha cả nhà ơi. Đây quý vị thấy hai cái quần rõ rệt đúng không quý vị? Nè ha. Là nó hai khúc đen khúc trắng quý vị thấy không? Nó xài đất hai đấy, một nè nè nè. Nè một khúc này là trắng nè, một khúc này là đen nè nha quý vị nha. Trời đất ơi, hai vợ chồng tôi khổ ghê quý vị. Ngồi. À mấy làm đi coi nhà nó bị đen á. Đi coi nhà mà đặt phe nhà nữa. Đi coi nhà. Trắng chứ. Trời ơi trắng lắm nha quý vị nha. Xài là mê liền. Chị ba chị bảy nào mua thì để số điện thoại dùm cho bên em nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại dùm cho bên em. Thì bên em Salo cũng nhờ tư vấn cho quý vị Võ Văn Quý, chào Võ Văn Quý. Nhanh tay lẹ chân nha quý vị nha. Rất là trắng luôn nha mấy chị nha. Cái sản phẩm này là em sử dụng hàng ngày mà mấy ngày nay em phải không có dưỡng kem á, cho nên giờ phải tắm lại nè. Ôi trắng lắm nha cả nhà ơi. Quỳnh ơi tắm toàn thân đi, anh tài trợ mà. Ủa rồi vợ tao cởi đồ để tại livestream cho mày mới vừa lòng hả Mạnh Linh Bùi? Không em có sử dụng hàng ngày mà tại mấy bữa nay em chưa sử dụng lại á. Cái con Mạnh Linh Bùi tại mày bắt vợ tao cởi đồ để cho thiên hạ mấy ngàn người coi là mày mới chịu hả mày? Dạ cả nhà ơi, rất là trắng nha mấy chị nha. Những chị nào mà hay mà đi mà không có dưỡng kem giống như em á là mình sử dụng cái tắm trắng một bước này nha mấy chị nha. Tại ôi, vì đúng em... rồi, có giấy kiểm định đồ đầy đủ đúng không? Yên tâm giùm cho em đây. Quý vị coi hai làn da chúng ta sẽ khác liền và bằng tông cực kỳ nha chị nha. Đây thì coi nào mình đưa vô mình đây. Đây, chị em là mua để số thoại giùm cho em chị thấy không? Thấy hai làn da không chị, bên đây trắng và bên đây đen như chị nha. Chị em nào đen cỡ nào cũng sử dụng được hết, một điều đặc biệt rất là mịn màng của chị nha. Xài là mê liền. Xài là chích mê chích mệt liền, sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ ok luôn. Dạ vậy em mới vừa lòng. Mày kêu vợ mày đó mày làm. Thì mày cũng có vợ, mày tự mày kêu vợ mày cởi đồ ra rồi tao đã chát lên làm đi. Mày mờ tao làm, tao phải mờ vợ tao làm. Mày giờ cái này nó trắng quá, vợ tao nó xài, nó chơi với tao luôn. Mà mày nở lòng nào mày kêu vợ tao thoa toàn thân. Giờ bây giờ vợ tao mặc bikini lên đây thoa cho mày mới vừa lòng hả Mạnh Linh Bùi? Dạ 490 ngàn một chai nha chị Nguyên Nguyên ơi. Mà phải chi vợ tao tướng đẹp, tao cũng cho nó lên livestream mặc bikini đồ này đồ á. Mà vợ tao nó như cái hộp mít gì đó, nó lùng tè mà như cái hộp mít mà cắm hai cây tăm. Nó xấu như quỷ gì đó mà mày xà lên livestream mà tao nói chó coi. Mấy chị biết sao không? Tại vì hồn xuyên á là da em cũng trắng lắm chứ nội tệ gì đâu. Mà mấy ngày nay em đi giăng nắng em không có sử dụng kem á, không có dưỡng kem nhiều á. Những chị nào mà giống như em mà không có thời gian mà dưỡng kem nhiều là mình mua cái chai tắm trắng một bước này của anh Mạnh Linh Bùi sử dụng nha cả nhà ơi. Rất là trắng nha mấy chị nha. Chỉ cần một bước thôi là mọi người ghiền liền nhau chị nha. Một cái chai nó hơi bự xíu 490 ngàn, mua để số thọ bây giùm cho em chị nha. Cảm ơn vậy. Thì chị em và sản phẩm là nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc cho chị nha. Đây Maze sản phẩm là Hàn Quốc hết, tất cả là tiếng Hàn Quốc hết nha mọi người nha. Đây cái chai cũ vô, cái chai này em đang xài như chị nha. Let's tắm mặt cho chị coi, cánh vi phạm số thoại luôn, Maliu Si một chai luôn, ok Phạm My một chai luôn. Cảm ơn vậy. À nhiều like là vợ anh Lâm mặc bikini tắm chó coi, tao nó nguyên bày tao nó ói hết trơn, trời má phải bút sập nguồn luôn mẹ. Trời đất ơi, một mình tao là muốn chết rồi nha. Dạ bây giờ rất ok luôn. Chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho em, ủng hộ giùm cho em. Cảm ơn cái gì đó nhiều. Bớt chữ đi chơi, người ta mua hàng ok hả? Trời ơi chữ mới vui nhà vui cửa mấy mẹ bớt xào nữa mẹ. Ok bé heo số điện thoại của em rồi. Chị em nào mua giùm ủng hộ giùm cho gia đình em, tao nói xóa đói giảm nghèo như gì nha Ngọc Diệp rồi. Ok cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Đâu mình xào xuống chân giùm anh đi Quỳnh. Dạ rất là trắng nha mấy chị nha. Số chị Tiên Quỳnh em cảm ơn chị yêu của em nè. Thấy à? Ôi anh hình như để càng lâu nó càng trắng. Đúng rồi. Dạ rất là trắng. Dạ một chai là mình sử dụng chắc cũng được 2 tháng đó chị Trần Thư ơi. Tại dạ đặc biệt nó không có rụng lông mấy má nha. Nó không có rụng không lông. Không có đâu. Bị vàng lông luôn. Dạ quý vị coi này ngay chân nè. Đây. Em sử dụng hàng ngày luôn á, tại em không có thời gian em dưỡng kem body cho nên là em sử dụng cái chai tắm trắng này thôi. Cứ mỗi lần khoảng 15 đến 20 phút là nó trắng lên nè mấy chị. Dù đi nắng cơ này em cũng đi nắng chang chang luôn á mà cũng đâu sao đâu. Quý vị coi nè quý vị, lát nữa thì em sẽ cũng like tắm trắng như vậy nha. Lát nữa em cũng like tắm trắng body luôn thì chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho bên em. Rất là trắng
mà trắng này bên đây là trắng mịn luôn nha mấy chị nha. Cái sản phẩm này là sản phẩm cao cấp cho nên là cái giá tiền nó hơi cao một xíu. Ủa cái chừng thì trắng chưa? Đó, tức là nó sẽ trắng như thế này chị nha, nó rất là mịn màng luôn. Chị em nào cần thì bây giờ để số thoại dùm cho bên em, thì bên em Zalo cho gì như gì nha. Thì bên đây có tấm tấm trắng một lần và tấm trắng hàng ngày luôn, cũng như body ban đêm cũng như body ban ngày luôn. Nếu như mọi người thích cái gì thì bên em sẽ có gì cái đó, cũng như đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của mọi người luôn. Thì nhanh tay lại cho chị em nào mua thì comment số thoại dùm cho bên em, thì bên em Zalo cho gì như gì nha. Thì em không bán, em chỉ là cái người mà tao nó đưa đò, em là người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Một bộ là 1.470.000 nha mấy chị nha. Cả nhà mình mua là một bộ là gồm có sữa tắm một bước, tắm trắng một bước này, tắm trắng hàng ngày và kem body. Và cả nhà mình mua một bộ sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết nha cả nhà ơi. Ok Nguyễn Thảo, dạ 490.000 một chai nha mấy chị nha. 490.000 một chai mà mọi người, tao nói xài, tao nói là tao chết đi sống lại, xài từ mùa quấy năm ấy đến mùa qua giấy năm sau vẫn còn luôn nha quý vị nha. Ví dụ nhiều khi mà mình xài xong rồi mình chết đi mà cái hũ này vẫn còn, thấy ghê không? Ok. Nói chung rất là nhiều mọi người ơi. Dạ mình, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Cả nhà mình là những chị nào mà không có thời gian mà dưỡng kem nhiều á, là mình sử dụng cái tấm trắng một bước này với lại sữa tắm trắng hàng ngày là bao trắng luôn nha. Bao trắng cho chị luôn, xài là bao là bánh rạt nha quý vị nha. Cảm ơn gì đó, nhiều chị em hai chai, chị em là mua hai chai để số thoại ủng hộ giùm cho em gì nha. Đây là gì coi, hai cái làn da nó sẽ đen hết nha gì nha, đen hết. Dù nhiều người nói trời ơi là em tắm trắng rất là nhiều gì, em tắm trắng rất là nhiều thật sự luôn, nhưng mà đối với sản phẩm này em rất là tự tin gì, em rất là tự tin. Em like cho mọi người, anh Huy nè, em chào anh Huy nha, anh Huy nha. Ok cảm ơn vậy. Bây giờ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Đây là tắm trắng một bước nha mấy chị nha, có sữa tắm trắng hàng ngày trong cả nhà mình luôn. Những chị nào mà bị đen nhiều là mình sử dụng cái tắm trắng một bước này, sau đó mình kết hợp chung với lại kem body và dưỡng sữa tắm trắng hàng ngày nha mấy chị nha. Đạt đã đổi không có gì tay. Quý vị ơi, bây giờ tắm mặt cho gì coi, bây giờ tới chương trình tắm mặt cho gì nha. Trời ơi trắng lắm mọi người, xài là mê liền quý vị, xài là chết mê chết mệt. Thường thường những sản phẩm body là chúng ta không bao giờ dám tắm mặt đúng không quý vị? Riêng sản phẩm này an toàn đến nỗi mà em dám tắm mặt cho gì coi. Quý vị thấy không, da mặt của em hiện tại rất là đẹp quý vị, hiện tại rất là đẹp, đây của làn da mà kiếm tiền của em. Và bây sao diễn viên là cái gương mặt mà xà vô để kiếm tiền như gì nha, chứ không phải sức gì tầm bậy tầm bạ như gì nha. Da mặt em rất là cưng quý vị, em dưỡng rất là nhiều mà toàn là dưỡng những sản phẩm cao cấp không. Em nói thiệt là em dưỡng toàn sản phẩm cao cấp không. Tiến Khảnh hai chai, Lương Phạm để số thoại giùm cho anh Lâm. Hay quá em ơi hả, anh Quy Ngọc Nguyễn chào anh trai nha. Dạ dạo này còn body đồ anh, dạ phá muối sơ đồ không? Quỳnh còn hoàng không, mai ship thêm hả? Dạ con. Mày muốn hết rồi? Không, sắp hết ạ. Hết nữa rồi. Em sử dụng hàng ngày luôn mấy chị ơi. Sữa tắm kích trắng, còn cái này mấy nay nó bị đen, giờ tắm là cực kỳ trắng luôn. Quý vị thử đi quý vị, sử dụng trên mặt, cái này là không có sử dụng trên mặt nha, cái này là không cho sử dụng trên mặt. Nhưng bản thân em thấy cái này nó rất là tốt và đã rất trắng an toàn quý vị nha, là em sử dụng trên mặt luôn. Và chị em nào mà da mặt mà đen quá sử dụng cho em bị dưỡng sao anh hả? Dưỡng khỏi xài đi em. Dạ cái sản phẩm này rất an toàn nha mấy chị nha. Em với em gái em cũng xài hàng ngày luôn, tắm trắng mặt hàng ngày luôn nha mấy chị nha. Rất là trắng, cái da mặt cũng cực kỳ đẹp, tới ngày nào cũng xài anh. Không có gì à? Không có thời gian á. Lần hai lần được rồi. Rất là trắng luôn. Rồi mình xích lên trên mặt giùm cho em gì nha, đảm bảo một làn da đã lắm gì ơi. Cái này là riêng với cái mặt là mình chơi banh rạp giùm cho em, mình đừng có sợ gì trơn trọi vậy. Dạ cái này là từ thiên nhiên 100% giúp da mặt chúng ta cực kỳ trắng và cực kỳ sáng luôn. Một chai em tin anh Lâm, mày xài thử đi. Dạ không có gì mà em dám xài mặt của em đâu vậy. Trời cái mặt tôi là cái mặt kiếm tiền mấy má ơi. Dạ cái này tắm trắng mặt được luôn nha cả nhà ơi. Dạ rất là trắng nha, một chai như thế này là mình sử dụng được khoảng 2 tháng chị, với giá là 490.000 nha mấy chị nha. Ok cho em một chai, chị em là mua một chai để số thoại dùm cho bên Lâm như gì nha. Nhanh tay lẹ chân, thì Mạnh Linh Bùi chỉ là người bán như gì nha, em không có bán như gì nha, nhưng mà em chỉ là người test cho gì coi. Sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ ok luôn, cảm ơn. Hello cho em một chai nha, cảm ơn em. Cả nhà mình đặt hàng đó là số điện thoại giùm em luôn nha cả nhà ơi, rất là trắng nha mấy chị nha. Ai mua để số điện thoại giùm cho bên em thì bên em Zalo cũng như tư vấn cho chị, mình xài là cực kỳ đã nha, xài thì cũng mê với má nha. Dù nhiều khi má nào mà đen quá là xài là chết luôn, chết mê chết mà luôn, thiệt sợ luôn. Dạ bên đây là có kem body luôn, cũng đồng giá là 490k một chai nha cả nhà ơi. Đây cái kem body đây. Có kem body ban đêm nè, có kem body ban ngày luôn nha mấy chị nha. Có sữa tắm luôn, cũng đồng giá là 490.000 nha cả nhà ơi. Thương mũi sữa ha mẹ ơi, mũi con mũi thiệt mẹ ơi. À, Quang Sơn hôm nay mày rảnh thì sao mày vô mày coi tao lâu vậy Quang Sơn. Quang Sơn, thằng Trần Quang Sơn. Ia. À, Thanh Hải đâu nè, trời đất ơi Thanh Hải đâu nè, trời quá trời hot boy rồi vô coi nè mấy mẹ. Thanh Hải Nguyễn đâu nè. À, thấy em rồi, Ti Khảnh ơi, một chai luôn nha chị, ok em. Cả nhà ok hoài còi nha. Bây giờ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Dạ cả nhà mình mua một bộ sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết cho mấy chị nha. Một bộ là mua với giá là 1.400.000. Bữa nay có tặng không? Bữa đâu tặng có rồi. Hả? Đây nè. Yeah. Được free ship.
tặng em một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà. Ok Nguyễn Đạt nha, ok Nguyễn Tài luôn. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại nha cả nhà ơi. Em nói chung là rất là trắng luôn, tại vì em sử dụng hàng ngày cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc nữa nha mấy chị nha. Cho nên là cả nhà mình an tâm nha cả nhà ơi. Mình tắm trắng mặt được luôn nha cả nhà. Những chị nào mà không có thời gian dưỡng kem nhiều giống như em là cả nhà mình mua một chai tắm trắng một bước này thôi, chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút là mình trắng lại nha mấy chị nha. Đúng rồi, ai kêu tao thề đi ha. Sinner. Sinner. Dạ. Đúng rồi. Giống như chị Vi á, nó kêu nó nói là trắng hơn, mày thề đi. An Nhiên ơi, bây giờ mình mua một bộ là 1.470.000 là mình được tặng một chai trị giá 490.000 nha An Nhiên ơi. Trời ơi, ngon lắm quý vị. Em nói gì ngon ăn vừa miệng quý vị nha. Lấy em gỡ cái mặt cho quý vị coi, trời nó trắng đã nó thôi quý vị. Mà khi mà mình sức lên giày quý vị, mình sức lên giày thì khi mà mình đánh kem quý vị, trời nó ăn lắm quý vị. Mình đánh phấn nó đã lắm, trời mặt ngon ăn vừa miệng quý vị. Nhưng mà mọi người hạn chế ra nắng giùm cho em quý vị nha. Trời đất ơi, dạ. Dạ không Thanh Đông ơi, mình mua một chai không có được tặng nha chị nha. Chị có thử là có thể là mua thử một chai và mình sử dụng, nếu mà ok là mình mua một bộ nha chị nha, sẽ được tặng cho chị luôn. Tin chưa, mày tin chưa? Thôi tao tin rồi hay không? Singer. Singer. Ấy cứu nha. Dạ rồi cả nhà mình, ok chị Trinh Quỳnh nha, ok Nguyễn Tài nha. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Chị nào mà cần sĩ thì liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em gì nha. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Và cái này mà xài mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Mẹ bỉm sữa là xài cực kỳ tốt gì, nói chung là ai xài cũng được hết trơn trọi. Chỉ cần để số điện thoại giùm cho em. Quỳnh lấy mấy chai body giùm anh đi Quỳnh. Dạ bên đây là có chai body, kem dưỡng, kem body ban đêm và những kem body ban ngày luôn nha mấy chị nha. Ban ngày là có chống nắng cho cả nhà mình luôn nha cả nhà ơi. Cho nên những chị nào mà căn phòng á, mình cứ gọi kem là nó thẩm thấu vô làn da luôn nha mấy chị nha. Nó chống nắng cho cả nhà mình luôn. Dạ không hề bị lộ vân kem nha mấy cả nhà ơi. Không lộ vân kem, gửi em thêm 30 combo mày xạo mày ơi. Mua ba bôi mình bị chết làm chi vậy, mua chi dữ vậy. Rất là thơm gì nha. Xong rồi mình xài body giùm cho em. Body bên đây cũng 490.000 như gì nha. Body có loại hai loại, đó là ban đêm và ban ngày. Ban đêm thì có nhiều chất dưỡng da trong đó như gì nha. Bởi sao ban đêm chúng ta ngủ bắt đầu da chúng ta bắt đầu hấp thu những chất dinh dưỡng như gì nha. Còn nếu như ban ngày, ban ngày thì có chất chống nắng trong đó sẽ làm da chúng ta không mà bị ăn nắng như gì nha, rất là hay luôn. Xong ngư để số điện thoại giùm cho em, Thành Đông số điện thoại luôn. Trà Ngọc, ok Trà Ngọc nè. Trà Ngọc khỏe không? Trà Ngọc ơi. Cả nhà ơi, chỉ với giá là 490.000 một chai nha mấy chị nha. Em nghĩ là những chị nào mà muốn trắng là mình nên sử dụng cái sản phẩm này nha cả nhà ơi. Tại vì nó rất là trắng luôn, tại vì cái sản phẩm này em cũng đang xài. Mình đi ra nắng, ví dụ như là khoảng một tuần rồi là em không dưỡng kem, là em chỉ cần tắm lại một lần thôi là nó trắng lại liền nha mấy chị nha. Ok, nhanh tay lẹ chân nha, chồng lọc sơ một combo luôn. Chị em nào mua đây combo để số điện thoại nha chị nha, cảm ơn vậy. À, đến nhà chị sẽ mua hàng giả ha. Bây giờ chị để số điện thoại đây là ok. Chị hoặc là chị anh bóc cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em đi. Thì Mạnh Linh Bùi sẽ alo và tư vấn cho chị. Sai mà không hiệu quả là bên em trả lại tiền chú gì luôn. Chị thời gian ơi, nó không có bị ăn nắng đâu chị. Nếu như mà chị mua thêm cái kem body chống nắng của ban ngày á chị, là không có bị ăn nắng em chị nha. Dạ, đối với cái mặt là để cho 15-20 phút nha chị nha. Mình xà cái mặt ra, trời đất ơi, cái mặt đẹp vô biên như vậy nha. Ủ bao lâu rửa mặt hả? Thì cái này nó an toàn lắm chị, yên tâm dùm cho em khoảng 5-10 phút là mình rửa là được rồi. Và đảm bảo cực kỳ trắng nha. Cái này là người ta không khuyến cáo xài mặt nha. Không xài mặt như gì nha, xài body thôi. Mà em xà lên cái mặt của em cho gì coi nó an toàn cỡ nào như vậy nha. Mà em cũng hay sức mặt lắm, bởi sao sức lên cái mặt chúng ta đánh kem vô nó thấm đồ đỏ lắm quý vị. Da em cực kỳ đẹp luôn vậy. Nó nói bần nàng cũng sức này em dốc làm con chó. Thiệt sự dốc em làm con chó. Dạ 490.000 một chai cả nhà mình. Nếu như cả nhà mình chưa có tin tưởng để mua dùng một bộ là mình sự có thể mua dùng một chai, mình dùng thử nha mấy chị nha. Một chai dùm cho em thôi, ACE này, ACE đó. Cái sản phẩm này nó rất là an toàn nha cả nhà ơi. Tại vì bên đây là có giấy công nhận hết rồi, cho nên cả nhà mình an tâm nha, mình sử dụng mặt được luôn. Thấy không, trời đất ơi, mặt cưng nghe quý vị. Là bây giờ mình cào ra trắng liền quý vị nha. Cào ra là nó trắng liền luôn mấy má. Dạ kem body này là mình xức vô là mình ngủ một đêm, rồi sáng mình dậy mình tắm rửa sạch sẽ, rồi mình xức thêm cái kem dưỡng body ban ngày nữa nha chị nha. Chị Quyền Nguyễn ơi, chị muốn mua mà chị xài giả, chị anh bóc cho mà Bùi Mạnh Linh giùm cho em đi. Chị anh bóc cho Bùi Mạnh Linh là chị vô trúng cái sào huyệt của thằng Bùi Mạnh Linh rồi. Chị vô trúng cái sào huyệt rồi đó chị ơi. À, sướng miệng cho ông, tôi nói mệt cái mày mà sướng miệng cái gì. Dạ. Qua lệ thi, chờ qua lệ thi. Cả nhà biết sao không, cái sản phẩm kem body này á, là khi mà mình xức vô nó sẽ thấm vô làn da của mình luôn, mà nó không hề bị đụng nước, là không hề bị trôi nha mấy chị nha. Tiền ship là như thế nào, tiền ship như em ơi. Trở lại là thằng Quang Sơn vẫn còn coi tôi luôn. Quang Sơn, có người nói anh sản phẩm bên anh dở, kệ đi em ơi. Trời ơi, làm sao người ta thường nói là chỉ đâu chỉ buộc ngang trời, tai đâu tai bụp miệng đời thế gian.
Đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta nói, kể người ta nói tôi không tin người ta, kể người ta nói tôi không nghe người ta, vì ta thế thôi, không tin ai nữa rồi. Miệng cưng quá hả? Không bôi vào mồm hả? Ngài cho em hai chai cảm ơn vậy. Trời ơi, bây giờ nó nói quỷ ma trộn quỷ nam ơi, lâu quá không gặp mày nè Nam. Sao hai ba người điện chị xanh xuân hồng rồi, hoa hồng rồi. Có ai điện chưa vậy Bùi Mạnh Linh ơi? Có ai Bùi Mạnh Linh ơi, Bùi Mạnh Linh ơi, có ai điện cho em ơi? Có ai điện cho em ơi? Mua trong livestream phi ship cả nhà ơi hả? Ok. Ủa sao mà nhiều người điện quá vậy? Có ai giành báo hả Mạnh Linh ơi? Sao vậy Mạnh Linh? Trời ơi, gì ơi, bây giờ ta đã sống sao vừa lòng thiên hạ chị ơi. Trời ơi, ngày xưa em nghe là em buồn lắm, vì em nghe là em buồn lắm. Nhưng mà mọi người bởi sao ngày này em cũng like trên trời, bởi vì ta thấy làm ăn được quá, đương nhiên ta dập em. Mà con nào mà dập lại tôi? Chị đâu chị buộc ngang trời, tay đâu tay bấm mà miệng đời thế yeah. Là gì vậy, dạng vậy à, cảm ơn vậy hát, à, hát hay quá Lâm ơi ạ. Em cũng có ba người gọi luôn, có gì kỳ vậy? Mạnh Linh Bùi ơi, có ai chốt đơn hàng chưa? Để lại số điện thoại trên đây giùm nha. Dạ nhân viên. À dạ nhân viên của em đang gọi đó mọi người. Ê mấy con nhân viên sao mà điện dữ mày? Dạ điện một con điện thôi. Mấy bây con làm gì cũng chuyên nghiệp vậy trơn trời. Dạ cả nhà mình nhớ nghe máy giùm em nha cả nhà ơi. Đây là cái sản phẩm rất là cao cấp nha mấy chị nha. Cả nhà mình cứ thử dùng nha mấy chị nha. Rồi cả sản phẩm sẽ mua lại nữa nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay đại chúng gia ủng hộ giùm cho bên em như vậy nha. Nhớ giao cho em ok Trương Bích Ngọc. Giao liền. Mọi người yên tâm giùm cho em như vậy nha. Nói bên công ty của em đó, một con nào điện thì ta nói con điện thôi. Mà điện chi mà ta nói cả nùi cả trời thương nhớ à. Dạ 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Rồi rửa mặt đi Quỳnh ơi, lấy cái thao giùm cho anh. Em không có sợ gì ơi, tụi giờ dân chúng ghét em nhiều lắm gì ơi, nhưng mà sao giờ anh biết làm sao giờ? Dạ cả nhà mình những ai mà bị bắt nắng nhiều á là mình sử dụng cái tấm chắn một phút này nha, cực kỳ trắng luôn. Đây. Trời ơi, anh Quy gì nè, anh vẫn còn coi em hả anh Quy? Anh coi chỉ coi dữ vậy, anh không có mua mà anh coi quá vậy anh Quy. Nè. Chỉ đâu chỉ buồn ngang trời. Tay đâu tay. Ủa chị Thị Trang gửi địa chỉ rồi hả? Tay đâu tay. Bùm. Miếng đời à. 490 ngàn một chai nha Nguyễn Công Tú anh ơi. Đây sử dụng nhưng không dám xài mặt. Dạ à chị Bin Trần ơi, không sao đâu chị. Coi chừng xài mặt chơi, chị đừng xài mặt chơi. Em cũng đang xài mà, đâu xài đâu, rất là trắng luôn đó chị. Không thôi, sao hết. Mấy má mà cầm mấy má xài mặt, má giỡn mới không đổ thừa mình đó Quỳnh ơi. Dạ cái sản phẩm này mấy chị biết xong, khi mà mình tắm lên xong á là mình xức kem như này nó rất là ăn luôn. Tại vì cái thời gian này là em đang làm nhà cho nên là nó bị nắng, nó bị rất là đen, em cũng có thời gian xài cái body nhiều á. Về cái tắm một lần thôi là trắng một lần luôn nha cả nhà ơi. Những chị nào mà bị đen nhiều giống như em vậy nè, là mình sử dụng này một lần thôi, 15 đến 20 phút nè cả nhà ơi. Kem dây như coi. Rất là trắng cả nhà ơi. Em cái tay này là em đang sức kem body nha mấy chị nha. Cái kem body này rất là sướng luôn. Tại vì sức vô là nó không gặp nước là nó không có bị trôi nha mấy chị nha. 490.000 một chai nha cả nhà ơi. Một chai là mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha cả nhà. Chỉ đâu chỉ bụng ngang trời. Những chị nào mà muốn trắng liền á là mình nên sử dụng cái sản phẩm này nha mấy chị nha. Đi tiệc đi tuần rồi là nó không có hề bị lộ cái bông kem, mấy chị biết không, nó thẩm thấu vô cái làn da của mình luôn nè. Những cái loại kem khác á là nó sẽ bị có cái bợn á, nó rất là ghê nha mấy chị nha. Ok chị Trinh nha. Chị ơi cái này ta không có khuyến cáo xài mặt cho chị nha, nhưng mà em muốn xài mặt làm sao, bởi vì em thích lắm quý vị. Dạ em xài mặt cả lắm. Chị Thùy Trang ơi, đặt trên like sẽ được free ship nha. Dạ kem dưỡng da, kem body là 490.000 luôn nha chị Bin Trần ơi. Em nói thiệt luôn, cái kem này rất là thích mà khi gặp nước thì nó không hề bị tan nha mấy chị nha. Cả nhà mình những ai mà sử dụng kem nhiều, dưỡng da body nhiều là mấy chị biết, khi mà những cái loại kem khác là nó gặp nước nó sẽ bị trôi, còn cái loại kem này nó không có bị trôi nha mấy chị nha, cho nên là mình sử dụng em rất là an tâm. Khi mà mình đánh vô mình đi tiệc đi nhổ mấy chị nó cũng an toàn nữa, không có hề bị ngại ngùng nha. Mấy cái loại ngại kem ngùng là gì? Mấy cái loại kem khác mấy chị mà có lông tay lông chân nhiều á là nó sẽ bị lộ lên liền à, nhìn nó ghê lắm. Ê còn... khăn lau thì thúi vậy. Lau khăn quay à? Khăn gì chứ khăn ai? Ủa khăn này lau đít lau khu gì mà thúi vậy? Ủa cái khăn này lau gì vậy? Ok chị Bin Gấu nè, cả nhà mình bây giờ ok chị Hà Lê nha. Cả nhà mình muốn tư vấn cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu em điện thoại tư vấn với từng chị luôn.
Đây, mấy chị nhìn da mặt của em đi, mấy chị nói chuyện với em nha mấy chị. Dạ, trời ơi, coi nó trắng lắm nha mấy má nha. Dạ, xài là mê liền mấy mẹ nha. Hôm nào like cho bên anh Phát nhé. Ok, trời ơi, cái chuyển khoản cái file like liền. À, cái chai tắm trắng này là 490 luôn nghe chị Hà Lê ơi. Rồi, địa chỉ cũ luôn, ok mấy má. Mấy má nào mua để số điện thoại giùm cho em. Cái này là người ta không có cho tắm mặt với mẹ nha. Mà an toàn cái gì? Chị Bim Bim Trần ơi, e chị Bùi Minh Linh là người bán á chị. Chị để lại số điện thoại giùm em hoặc lên bot cho Bùi Mạnh Linh giúp em đi chị nha. Dạ, em không có bán nha mấy chị nha. Liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Cái liên hệ thằng Bùi Mạnh Linh à. Chị giùm... ơi, chị Bim Bim là mua hàng của em. Chị Bim Bim ơi, Bùi Mạnh Linh là giám đốc bên đây nha chị. Cho nên chị muốn tư vấn cái gì á, chị để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Y như hồi nãy, trời con nhỏ này lại là mày. Cái con Ngân Nguyễn nha, thấy tao để ý mày nãy giờ nha. Mày thuộc để cái mặt mèo, tao thấy mày là tao đã meo 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 cái mặt như mèo hả? Hay là em bắt chước là mèo kêu nha, kêu cùng em meo 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 meo. Cả nhà mình biết sao không? Cái làn da của anh Lâm nè, là khi mình tắm lên á là nó mịn hẳn ra luôn. Tại vì cứ chỉ trực tiếp ngoài đây mình mới thấy rõ được cái da mặt của mình á là nó khác cái da body mấy chị biết không? Trời đất ơi. Tại da mặt mình sử dụng kem rất là nhiều cho nên khi tắm lên. Em nói gì cái mặt em là xài bao nhiêu tiền cũng có, dạ 5 triệu em thồn trên mặt của em cũng có gì nha. Em xài tầm mỹ phẩm cao cấp không gì mà điên, cái này là em phải tắm với nhau gì nha. Nhanh tay. Chị Trang Ngọc Bích ơi, tại vì cái sản phẩm này là chưa có ai sử dụng mà bị dị ứng hết á chị. Nhưng mà chị an tâm đi, chị cứ sử dụng giúp em nha, không có sao đâu chị nha. Ok Minh Châu, một chai luôn, chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em nha. Quang Sơn ơi, mày không comment gì vui vui cho tao nghe đọc cho mày. Comment gì giờ? Quang Sơn mày comment gì vui vui cho tao nghe xem Quang Sơn. Anh Lâm gọi tên em thì mua một bộ rồi. Ấy anh. Sao em bị mụn như thế? Dạ bị mụn là mình sử dụng được luôn nha cả nhà. Đây là cái sản phẩm là trắng da cho nên cả nhà mình an tâm nha. Rất là trắng, xài là mê liền đây. Này hai cái bàn tay của tôi nãy đây mẹ, tôi tắm một cái là trắng liền như vậy nha. Rồi giờ inbox nó like xong tư vấn. Dạ đúng rồi, inbox cho em nó like xong chưa đấy. Chân mày Lâm đã quá hả? Trời đất ơi, dạ chân mày thiệt bởi vậy nha. Nhiều con có trồ, nó có xăm chân mày. Xăm dạ không, chân mày thiệt, chân mày thiệt màu ngơ ớ. À công ty sẽ hồi hàng, hồi tiền. Ok chưa dạ? Dạ công ty của em hoàn tiền lại không gì. Nếu mà xảy ra dị ứng hay gì đó, mọi người yên tâm giùm cho em nha, chị Ba chị Bảy nha. Dạ, ôn nào khi nào gỡ, ok cảm ơn chị, là chút nữa là bên em gỡ cho chị. Nhanh tay, Duyên có Duyên hay Duyên ủng hộ đi, cái con Đông Ba Nguyễn gì nè. Ủng hộ đi mấy mẹ ơi. Dạ 490.000 một chai thôi nha cả nhà ơi, rất là trắng luôn. Một chai này là mấy chị tắm được khoảng 2 tháng nha mấy chị nha. Cái body cũng vậy luôn, 490.000 cả nhà mình sử dụng được 2 tháng luôn nha cả nhà ơi. Ok Nguyễn Thảo hai chai luôn, chị em nào mua để số điện thoại cho bên em thì bên Zalo cũng như tư vấn cho chị. Xài đã đó nha mấy má nha. Còn chị em nào mà ta nói mà cần thì để số điện thoại giùm chị em như gì nha, hoặc là inbox cho Mạnh Linh giùm chị em. Khi nào gửi cho mai mốt chị gửi như gì nha. Cảm ơn quý vị. Dạ cả nhà mình bây giờ đặt hàng là để lại số điện thoại giùm em. Ok chị Bi Nguyễn một kích trắng luôn, một kích trắng là 490.000 nha chị nha. Dạ tất cả đồng giá 490.000, body ban đêm cũng 490.000, body ban đêm cũng 490.000. Em ở xa lắm hả? Ở xa thì xa, xa dù là xa ở nơi đâu anh xin được ship. Xa là xa dù nơi đâu anh xin được ship. Xa là na 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 cùng yêu nhau ấy. Hơi em vì tình yêu anh xa. Cho em dắt vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố. Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Tắm trắng à? Dạ mình tắm luôn mặt nha chị Huyền Nguyễn ơi. Cả nhà mình ơi, bên đây là Mạnh Linh Bùi có kem body mặt này, chị mụn này, chị nám luôn. Cho nên những chị nào muốn tư vấn là inbox cho Bùi Mạnh Linh giúp em nha. Hàng của công ty nào vậy em ơi? Hàng của công ty nào? Thế Nguyễn Thế Lữ 3 năm mới gặp anh Bảo Lâm hôm nay bán gì vậy? Mày xả mày, 3 năm Thế Lữ là thằng nào vậy? Mới live stream được có 1 năm mà. Đâu, người ta mới live stream được có 1 năm mà. Dạ, em vô cái nghề live stream mới được 1 năm mà quý vị. Giờ ngày xưa ông trời đưa đẩy em, đưa em vô nghề đường live stream. Trời ông trời ông chọn em nghề sướng, quá sướng quý vị. Nguyễn Tiên. Trời Lâm ơi, Việt Nam sẽ lô trụ lại là chị bà chị nước ngoài nữa. Chị đâu, chị đâu, chị ở đâu, chị ở đâu? Trời đất ơi, mấy bà nước ngoài mà mê em lắm quý vị nha. Tại mấy bà mà ở Mỹ, ở Úc không, rồi đó. Cái này ship nước ngoài được luôn mà. Ship nước ngoài được luôn chị Bảy. Ship nước ngoài được luôn hả? Bài gì của ca sĩ Hoàng Vũ? Nắm tay nhau trên đường trung tâm vui ca ngày thân. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lật. Vậy là nó hay á. Tại nó hỏi tên bài hát tên gì?
Dạ, tên bài hát đó chính là cái bài gì quên mẹ rồi. À, em search Google giùm cho em. Xạo quá nha thằng Lữ hả? Mày xạo quá Thảo Nguyễn. Lữ thương mày, mày chửi mày Lữ tao mày. Chị Ngô Kim Chi hả? Lâm BD hả? Ở tao bê bà nội em lên giường hay chưa mà kêu tao Lâm BD. À, à, chị hối không hả? Dạ không, chị hối mẹ ơi. Dạ chị em nào trụ sản phẩm trắng tâm chị hối quỷ khùng. Em cũng khoái hả? Dạ khoái ủng hộ giùm cho em chị. Dạ sản phẩm Lâm BD liền. Chết mê chết mệt liền em á. Xài là ok liền, cực kỳ trắng chị Ngô Kim Chi ơi. Em về hả, mua Lâm ơi hả, Đông Ba em ở đâu Đông Ba? À, sao nhìn anh Toàn hả, trời mày nghĩ sao tao Toàn mày, trời tao đẹp lòng lòng về cho tao Toàn. Vì yêu đúng rồi. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn trùng nghìn không chia sẻ đôi mình cùng ơi, yêu nhau mới. Tấm trắng là 490.000 nha cô nàng may mắn ơi. Dạ tâm giỏi em cảm ơn vậy. Tấm trắng là 490.000 cái gì nha. Một cái chai bự như thế này mà xài rất là lâu luôn. Thì chị em nào mua thì cần để số điện thoại giùm chị em. Quy ơi, ổn không Quy ơi? Quy ơi, ổn không cưng ơi? Kêu tên em hả, cảm ơn, bệnh quá gì ơi. Sao anh không, sao anh không bị hối vậy? Mày mày thích tao hối đó mà mày. Trời đất ơi. Ok chị Diễm Lê Hoàng nha. Cái nhà mình bây giờ đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Hoặc là để inbox cho Mạnh Linh Bùi giúp em tư vấn nha mấy chị nha. Đó, thằng này là cảm ơn Lâm Binh Vực Hạ Thảo kỳ ghê, nói vui mà gọi thẳng vậy buồn thiệt. Anh Lâm mắc hay ta xin. À ok Thái Lữ luôn. Mày thì mày tao chơi với thằng Thái Lữ rồi mày, tao có chơi mày Đông Thảo. Tao Thái Lữ tao chơi mày nha Thái Lữ. Tôi chơi với bà chị Đô Ba Nguyễn luôn nè. Chúc hàng cho em luôn, ok luôn. À, anh Lâm Tàn vậy tao nghĩ chơi mày nha Nguyễn Sơn. Tao không chơi mày nha Nguyễn Sơn. Hàng nước nào sản xuất vậy, đây là nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Ok, hai chai bao nhiêu ha? 490.000 là hai chai nhiêu, tự tính giùm cho em đi trời. 98. Nhớ thuốc lấy sức hả chị? Không có thuốc uống chị ơi, em bệnh quá không có thuốc uống chị ơi. Ủng hộ giùm cho em đi chị. Ủng hộ đi chị ơi. Em muốn mua giảm cân, giảm cân anh bóc đi em ơi. Ok, Nguyễn Thảo hai chai luôn, cảm ơn chị. Ủng hộ giùm cho em, ngừng chai, ngừng chai. Tắm bao lọ, tắm một lọ là trắng liền. Tắm một lọ là trắng liền. Dạ cả nhà mình xuất vô khoảng tầm 15 đến 20 phút rồi mình rửa lại giúp em nha. Cả nhà là đi tắm lại á mấy chị. Cả nhà mình muốn trắng ở chỗ nào thì mình xuất lên chỗ đó nha mấy chị nha. Rất là trắng luôn mà không hề bị bắt nắng nha mấy chị nha. Đúng rồi, mua 2 chai là 980 nha cả nhà ơi. Dạ muốn trắng chỗ nào là tắm chỗ đó, đừng có tắm chỗ lọt khe giùm cho em nha. Đừng tắm vô chỗ lọt khe giùm cho em. À mình tắm đây là dạng như là mình bôi lên rồi mình đi tắm là nó sẽ trắng nha chị nha. Ok chị An Kiều nha. An Kiều đó, bây giờ em sẽ trang điểm, em sẽ đi chơi ba, em đi ba. Dạ chị Xanh Hoa Hồng ơi, không có bị bắt nắng nha chị nha. Nhưng mà chị muốn mà nó trắng hơn nữa thì chị sử dụng giùm em ấy, với lại kem body luôn nha chị nha. Xanh Hoa Hồng ơi. Dạ dỡ body lên, dỡ body lên. Đây kem body bên đây là có hai dòng, một dòng ban đêm và một dòng ban ngày nha mấy chị nha. Ban ngày là có sản phẩm kem tắm body này là chống nắng cho cả nhà mình luôn. Cho nên là cả nhà mình an tâm nha. Khi cả nhà mình xuất cái kem body này vô là không cần rồi, không sợ bị bắt nắng nha cả đúng nhà. Đúng rồi, có hai loại, body ban đêm và body ban ngày luôn. Chị em nào cần ban đêm thì để số thoại ban đêm. Cái thằng Quang Sơn nó vẫn còn rảnh rỗi vô coi tôi. Quang Sơn ơi, mày làm xong chưa Quang Sơn? Hái Quang Sơn. Dạ kem body là 490.000 luôn nha cả nhà ơi. Những chị nào mà muốn nguyên một cái combo này luôn á là với giá là 1.470.000, cả nhà mình mua ngày hôm nay sẽ được free ship và tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Thích anh trong bí mật quý ông hả? Cảm ơn em. Trời ơi, bí mật quý ông là anh đóng gì chín luôn á em. Dạ cái kem body này là xài rất là thích nha mấy chị nha. Những cái loại kem body khác á là nó sử dụng làm lên á là cả nhà mình đi mưa hoặc là ngập nước thì nó sẽ bị chảy ra, nhìn nó rất là ghê. Đúng rồi, con này là yên tâm giùm cho em, không chảy những gì nha. Đi hồ bơi được không chảy luôn. Dù mình ngồi xe bạn người yêu của mình là không chảy với nhau chị nha, rất là hay luôn. Nguyễn Trung Hiếu, kem body nhiêu tiền là 490.000. Chị em nào cần body thì để số điện thoại giùm cho bên em cái gì nha. Body là 490.000 mà xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Chị em nào mua thì bây giờ comment nhanh tay lẹ chuyên giùm cho em okay, số điện thoại. Ok, xong thư tư vấn sĩ luôn, nhập sĩ. Rồi, nhập đã sĩ là 40 bộ đó. Dạ. Yeah. Là sĩ á. Ok, xong thư nha, inbox cho Mạnh Linh Bùi giúp em luôn nha cả nhà ơi. Cả nhà mình cái chai cái kem body này rất là dễ thương luôn. Cả nhà mình có thể để trong cái túi xách á mấy chị. Nhưng mà đặc biệt là cái kem body nó thẩm thấu vô làn da nha mấy chị nha, mà không hề bị lộ vân kem. Em nói thiệt luôn, cả nhà mình có thể là mua thử thôi, mình mua thử một chai thôi là mình sử dụng xem như thế nào rồi mình ủng hộ tiếp nha mấy chị nha. Rất là hiệu quả luôn. Mấy chị biết không, mình xức lên là nó trắng liền luôn, nhưng mà nó không hề bị lộ vân kem nha cả nhà ơi, mà thấm thấu vô cái làn da của mình luôn. Cho nên... sao hôm bữa em mua không tặng cái lồ chết kìa, hôm nay chương trình mới có em ơi. Đúng rồi Nguyễn Oanh ơi, bây giờ mình đặt hàng nha cả nhà ơi, sẽ được tặng một chai để tế bào chết đặc biệt ngày hôm nay nha.
Rồi nhanh tay lẹ chân của chị nha. Nhanh tay lẹ chân. Đây là cái kem nền, gọi là kem nền, và sau khi mà phủ kem nền xong thì chúng ta bắt đầu qua cái kem phủ phấn phủ nha. Và ta nói là để có một làn da trắng sáng đi makeup đi dự tiệc, chúng ta hãy nhớ tắm trắng bằng cái serum, bằng cái tắm trắng Acea Skin này. Đây là trắng thật nha chị, nụ cười không vui ơi, cả nhà mình có thể là mua về mình sử dụng thử đi rồi mình sẽ mua nhiều hơn nha mấy chị nha. Tại cái sản phẩm này nó là sản phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc cho nên cả nhà mình an tâm nha. Ok xong thư ơi, cứ inbox cho anh Mạnh Linh Bùi giúp em được tư vấn nha. Rồi xong thư, đúng rồi. Inbox cho Mạnh Linh Bùi giùm cho anh Lâm đi em ơi, rất là ok à. Cũng như là rất là hiệu quả. Chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha. Xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn, rất là ok nha mọi người. Rồi bây giờ những chị nào muốn tư vấn những cái sản phẩm tắm trắng một bước và tắm trắng hàng ngày này, inbox cho anh Mạnh Linh Bùi giúp em nha cả nhà ơi. Những ai mà muốn làm là lấy chi nhánh hoặc là lấy sĩ inbox cho anh luôn nha em nha. Và đặc biệt ngày mai thôi, cả nhà mình đặt trên live của anh Lâm sẽ được free ship nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lẹ chân như chị nha, vô coi live khỏi coi phim ma hả. Mày về mày coi phim ma chi mày khùng quá. Rất là trắng. Rất là trắng là xài làm mê liền như vậy nha. Chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho em. Nhân ba lẹ chân như vậy nha. Thì bên em xa lô cũng nhờ tư vấn cho vậy luôn. Anh với cậu em giống hệt hả? Bậy em, anh đẹp cậu em chứ em. Những chị nào muốn tư vấn cái sản phẩm tắm trắng này để lại số điện thoại giùm em nha. Giúp xíu em xin điện thoại tư vấn cho từng cả chị luôn. Ok chị Minh Anh nha, để lại số điện thoại giùm em nha chị Minh Anh ơi. Minh Anh ơi để số điện thoại giùm cho anh Lâm em nha. Để lại số điện thoại giùm cho em quý vị ơi. Giờ em đi làm gái luôn không? Không, em đi đi đâu Quỳnh? Đi livestream, vậy em đi livestream nha chị nha. Dạ bên đây là có sản phẩm trị mụn luôn nha chị, nụ cười không vui ơi. Chị để lại số điện thoại giùm em nha. Dạ bên đây là trị mụn, trị nám cũng ok lắm. Một combo là 1.470.000 của chị nha, cầm combo lên đi Quỳnh. Dạ. Bây giờ những chị nào sử dụng cái một bước trước. Đây bên đây combo, bây giờ mình sử dụng một bước trước giùm cho em chị nha. Một bước, bước đầu tiên là bước màu đen, là sử dụng khi mình ta làm xong là trắng hết da rồi bật tông lên. Thì chúng ta sử dụng cái tắm hàng ngày giùm cho em chị nha. Tắm hàng ngày cũng cực kỳ ok luôn. Sử dụng tắm hàng ngày rất là ok. Sau khi tắm hàng ngày xong thì dù chúng ta ban đêm thì chúng ta sử dụng cái ban đêm giùm cho em. Còn chị em nào ban ngày sử dụng cái ban ngày cho em. Ban ngày có chất chống nắng ở trong đó rất ok cũng như là hiệu quả. Trị mụn là 250k, trị nám là 280k như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mỹ đen tắm trắng luôn má. Mỹ đen tắm cực kỳ trắng luôn. Để số điện thoại giùm cho bên em. Dạ cái tắm sữa tắm trắng này á là sữa tắm trắng hàng chai hoạt tính nha cả nhà ơi. Đây là tắm trắng một bước là 490.000. Bên đây là có dòng sản phẩm là sữa tắm trắng hàng ngày luôn nha mấy chị nha. Sữa tắm trắng hàng ngày này là màu hồng nha cả nhà ơi. Là 490.000 luôn nha mấy chị nha. Là mình tắm thay thế như sữa tắm hàng ngày của cả nhà, rất là trắng luôn nha mấy chị nha. Là xài cực kỳ hiệu quả như vậy nha. Chị em nào đen cỡ nào cũng sử dụng được hết như vậy nha. Nếu như mà không trắng thì mình em hoàn trả lại tiền cho vậy luôn. Xài thích lắm hả? Trời đất ơi, xài là mê liền mấy mẹ ơi, xài là mê liền như vậy nha. Thì cái chai ban đêm cũng như là chai ban ngày cũng có luôn. Nói chung chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho bên em như vậy nha. Còn ai muốn làm nhập về làm chi nhánh làm đại lý thì cũng để số điện thoại giùm cho em. Chúc em sẽ like kem body nha. Chị em nào cần kem body thì alo giùm cho em. Và bây giờ những chị nào mà quan tâm về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha, hoặc lên post cho Mạnh Linh Bùi giúp em được tư vấn luôn. Có tắm trắng luôn nha Nhi Lê, nãy giờ chị đang lai tắm. Dạ chị ở quận 9 có xài thử không hả? Dạ bên đây còn chưa có cái chỗ xài thử luôn Văn Quỳnh. Ở đây nè. Cô ta có cho ta xài thử không mày ơi? Tăng gì ra Mạnh Linh Bùi nè. Có cho ta xài thử không? Cả nhà em nói thiệt luôn, cả nhà mình xài thì rất là thích luôn, nó rất là trắng nha chị nha. Chị mua thử một chai thôi là mình giờ mình sử dụng thử trước nha mấy chị nha. Sau đó là đảm bảo mấy chị sẽ mua tiếp cái sản phẩm này luôn. Tại vì nó rất là trắng luôn, em nói thiệt luôn, cả nhà mình muốn cứ mua thử sử dụng đi. Cái game body bên đây là xài rất là thích luôn, 490.000 nha mấy chị nha. Là cái chai như thế là 490.000 ban đêm cũng như là ban ngày luôn. Chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho em, và cực kỳ trắng, cực kỳ thơm luôn. Với chất dưỡng da trong đó, cái ban đêm của mình làm da mình sáng hơn, mịn màng hơn. Cũng như những tinh chất trong đây, có serum xài thử luôn, cho địa chỉ đi. Cho địa chỉ đi Mạnh Linh Bùi. Chị em nào cần xài thử thì xào qua serum giùm cho em cái gì nha. À, Linh Phấn ơi. Đây đây ngày mấy ở Quỳnh? Ngày mà ở trên hả? Ở dưới. Ở dưới là ngày 3. Ngày 3 hả? Cái con gì chưa chuyển tiền phải không? Cái con gì nó chỉ chuyển tiền phải không? Cái con gì đó. Ok Nguyễn Tài nha. Rồi ok Nguyễn Tài luôn. Chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em, Nguyễn Tài hết số điện thoại của em rồi. Anh Lâm ế xô mày khùng. Dạ đây Mạnh Linh Bùi là để địa chỉ cho cả nhà mình sử dụng thử cái sản phẩm này luôn nha mấy chị nha. Rất là hiệu quả luôn sau khi xài thử rồi. Ok cho em 2 chai cảm ơn vậy. Rồi 97 đường số 7 Cityland phường Thị Nghĩa, phường 7 Gò Vấp. Dạ xài thử luôn, có địa chỉ cho chị xài thử luôn. Chị em nào cần xài thử thì xà bệnh giùm cho em nữa gì nha. Đây là sản phẩm nó cao cấp của Hàn
nha cả nhà ơi, xài rất là ok nha mấy chị nha. Những chị nào mà bị đen, bị da ngâm râu đen rồi là mình sử dụng cực kỳ hiệu quả cho cái sản phẩm này luôn. Trần Anh Quy, chào Trần Anh Quy. Rồi bây giờ sẽ nói sơ về sản phẩm sau khi kết thúc livestream như vậy nha. Và bây giờ thời gian đã hết rồi thì bên em tổng cộng một combo gồm 4 món bên em bán là 1.470.000 gồm một cái tấm băng áo bí mật đêm nhật hàng đồng đại chim hả? Dạ cảm ơn em. Dạ đây là cái chai tắm một lần, là cái chai nó màu đen cái gì nha, xài màu đen là cực kỳ ok, xong là 470.000. Mà sau khi bị da trắng xong thì xài tắm hàng ngày giùm cho em, tắm hàng ngày là cái chai màu hồng như gì nha, ngày nào cũng tắm nó trơn trọi thì da nó bật tông lên, và sau khi bị da trắng lên thì em ta sử dụng cái chai ban đêm cũng như là chai ban ngày giùm cho em, mình kết hợp một bộ sản phẩm giùm cho em và da cực kỳ sáng và cực kỳ mịn màng luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nhanh tay lẹ chân giùm cho em gì nha. Thôi bây giờ em chúc mọi người buổi tối vui vẻ, 9:30 em sẽ live tiếp như gì nha. Còn chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em, cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại, tạm biệt mọi người.